hoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây đã quên mối tình thơ ấu. Vui trọn đêm kiếp sau, riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu, xin chào quý vị và các bạn. Thì em đang Tết con Amly Bio Center của hãng BO, model là 2006 nha quý vị, sản xuất tại Đan Mạch. Bio Center, model Bio Center 2006. Con này nó có cái kích thước siêu khủng 68 cm ha, chiều ngang là 68 cm, chiều ngang là 68 cm nha quý vị, 68 cm. Cũng rất nặng quý vị, ruột gan bên trong là nó cực kỳ, con này rất nặng ha. Con này đầu cao mười mấy ký á. Thì con này là dạng nó 3 trong 1 AMFM băng với lại âm ly luôn ha. Tiếng rất hay. Tiếng nó có những cái nét sang trọng, những cái nét cao cấp của những cái dòng châu Âu quý vị ha. Rất là chi tiết, sạch sẽ, ngọt ngào. Thì con Bio Center 2006 này thì trong tình trạng là đẹp, rất đẹp nha quý vị. AMFM thì em test nó ù mà nó không lên tiếng thì coi như là bỏ đi. Băng cũng vậy quý vị, em không tính ha. Thì em giao lưu đó quý vị, con này giá rất rẻ. Hôm nay em sẽ thanh lý hai món, em sẽ xả giá lỗ cho quý vị. Một con đầu CD Bioner em đang test luôn nè, BD01. BD01 cùng với con Bio Center này. Thì em xả hai món này. Em quay phía sau cho quý vị xem ha. Con này đánh hai cầu loa nha quý vị, 1 và 2. Thì quý vị mua Amly thì chúng ta sẽ được tặng một cái jack AV vào này ha, và cái đường dây loa để chúng ta về chỉ việc là ghim là sử dụng thôi, không có cần phải tìm mua hay là gắn gì nữa hết. Đó, em tặng bộ dây jack. Và như vậy thì con này bộ giá chỉ có 2.8 triệu thôi quý vị, em thanh lý lỗ cho quý vị luôn. Con này thị trường quý vị mua tầm 4-5 triệu là bình thường đối với một con Bio Master BO của Đan Mạch nha. Đó, kích thước ngang 68 cm quý vị. Con này chân lên rất là ngầu, chân thôi cũng đủ tiền, chứ nói gì khỏi cần mà cái việc mà phải hát, mà nó hát rất là hay quý vị, tiếng rất hay. Con CD Bioner BD01 này thì hôm nay em thanh lý giá 550 ha, nguyên zin, hoạt động hoàn hảo, mắt đọc tốt, nhạy, thanh lý cho trống quý vị hai sản phẩm này. Rồi thì quý vị chuyển khoản đủ giúp em thì em sẽ bao ship nha, còn COD thì không bao ship quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin cảm ơn.